David Beckham ôm con gái 12 tuổi phản cảm, dân mạng ngứa mắt đòi chấn chỉnh ông bố nổi tiếng. David Beckham một lần nữa bị cộng đồng mạng ném đá về cách thể hiện tình cảm không phù hợp với con gái Úc Harper 7. Nhiều người cho rằng cô bé đã 12 tuổi và dần trưởng thành, thế nên David Beckham cần chú ý hơn. Harper 7 Beckham ngay từ khi sinh ra đã nhận được sự chú ý của dư luận. Khi cô bé là công chúa duy nhất của gia đình quyền lực David Beckham và Victoria Beckham. Trước Harper, gia đình Beckham có 3 cậu con trai lần lượt là Brooklyn Joseph Beckham, Romeo James Beckham và Chris David Beckham. Từ khi chào đời, Harper luôn nhận được sự chiều chuộng và chăm sóc từ tất cả thành viên trong gia đình, đặc biệt là ông bố David Beckham. Chính Beckham thừa nhận mọi thứ anh làm đều là vì Harper. Tôi chẳng có chút quyền lực nào trước con gái, không một chút nào. Beckham tâm sự, thậm chí anh còn xăm lên tay dòng chữ Pretty Lady Harper lên tay để thể hiện tình yêu với con. Vừa qua, cả gia đình Beckham đã cùng nhau tới buổi biểu diễn của Elton John. Bên cạnh những hình ảnh gia đình hạnh phúc tận hưởng buổi biểu diễn, cư dân mạng còn chú ý tới khoảnh khắc David Beckham cùng với con gái Harper 12 tuổi. Cụ thể, cựu danh thủ thế giới có chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc bản thân vừa hát, vừa ôm ấp yêu thương con gái nhỏ. Hình ảnh hai bố con David Beckham ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tình cha con ngọt ngào giữa Harper cùng bố. Ở thời điểm hiện tại, cô bé là thành viên được cưng chiều nhất trong gia đình David Beckham. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến bày tỏ thái độ không mấy đồng tình trước cảnh thể hiện tình cảm của David Beckham với con gái. Họ cho rằng hiện tại Harper đã bước sang tuổi 12, cũng dần trưởng thành, do vậy việc Beckham thường xuyên thể hiện tình cảm theo cách này không còn phù hợp. Thậm chí có người còn cho rằng điều này có phần phản cảm và khuyên David Beckham nên chú ý hơn. Thực tế, đây không phải lần đầu David Beckham bị công chúng chỉ trích vì có sự thể hiện tình cảm yêu thương với con gái trên mạng xã hội. Cựu danh thủ từng nhiều lần đăng ảnh hôn môi công chúa nhỏ và nhận về những phản hồi tiêu cực. David Beckham từng nhấn mạnh rằng anh yêu thương lũ trẻ và thân mật với các con như cách anh từng được trao yêu thương khi còn nhỏ. Tôi thực sự đã bị chỉ trích về việc hôn môi con gái. Tôi hôn môi với tất cả các con, nhưng đối với Brooklyn, có thể không vì Brooklyn đã 18 tuổi và có thể thằng bé sẽ thấy lạ một chút, nhưng tôi rất yêu thương bọn trẻ. Đó là cách mà tôi và Victoria được trao yêu thương khi còn nhỏ, nên chúng tôi cũng muốn dành tình yêu như thế cho các con, đồng thời cũng muốn bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ chúng. Dù David Beckham đã có lời giải thích như vậy, nhưng mỗi khi anh đăng ảnh hôn con gái, các tờ tin tức và cộng đồng mạng vẫn tiếp tục đưa ra những bình luận về cách Beckham bày tỏ tình cảm với con. Thậm chí, nhà báo truyền hình Piers Morgan từng bình luận trên bản tin Good Morning Britain vào hồi năm 2019 rằng việc bày tỏ tình cảm với con gái là điều rất ngọt ngào, nhưng tại sao một người cha lại hôn con gái lên môi? Tôi vẫn không hiểu được, tôi thấy kỳ quái lạ lùng. Và David Beckham còn đăng tải những hình ảnh đó lên để fan trên khắp thế giới cùng thấy, tại sao chứ? Vợ chồng David Victoria Beckham hiện là một trong những cặp sao giàu nhất nhì làng giải trí xứ sở sương mù. Nhưng như với David Beckham chia sẻ thì anh và vợ đều nỗ lực trong việc giáo dục con cái thật tốt. Vợ chồng danh thủ người Anh muốn các con hiểu giá trị cuộc sống, không vướng vào scandal, không sống ảo và học được cách tôn trọng người khác. Nói về phương pháp nuôi dạy con cái, David Beckham tiết lộ, vợ chồng chúng tôi luôn làm gương cho các con, cách chúng tôi đối xử với con, chăm sóc và yêu thương con cái sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của các con. Chúng tôi là những bậc cha mẹ rất nghiêm khắc, chúng tôi muốn nuôi dưỡng các con càng nghiêm túc càng tốt, giống với cách vợ chồng tôi từng được bố mẹ dạy dỗ khi còn nhỏ. Bạn phải dạy con cái cách cư xử, bạn phải cho chúng biết về giới hạn, và nhờ đó, con chúng ta chắc chắn sẽ ứng xử hợp lý.